Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nga đáp lời khi Tổng thống Macron nói sẵn sàng đối thoại với ông Putin. Đài RT đưa tin, phát ngôn viên Điệp Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng Nga chưa bao giờ từ chối đối thoại với Pháp và sẵn sàng tham gia đàm phán ở mức độ mà các đối tác của Moscow sẵn sàng. Ông Peskov nhấn mạnh, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần bày tỏ mong muốn tham gia vào các cuộc đàm phán có ý nghĩa với các cường quốc nước ngoài. Ông Peskov nói thêm, Tổng thống Putin đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán, đặc biệt là các cuộc đàm phán mang tính xây dựng nhằm đạt được những kết quả nhất định. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại ở mức độ mà các đối tác của chúng tôi cũng sẵn sàng, hoàn toàn không có điều kiện nào cho việc này. Phát biểu của ông Peskov được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ tự sẵn sàng nói chuyện với nhà lãnh đạo Nga vì tin vào sức mạnh của đối thoại. Tổng thống Macron cho biết, tôi sẽ tiếp tục đối thoại với ông Putin. Tôi tin rằng việc tiếp tục đối thoại luôn luôn đóng vai trò quan trọng. Tổng thống Macron nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng tham gia vào cuộc đối thoại có ý nghĩa và hướng tới hòa bình với Nga. Song, nhà lãnh đạo Pháp trước đó cũng nói rằng vẫn chưa thấy có cơ hội thực sự nào để đàm phán với Moscow. Trong khi đó, chiến sự Nga-Ukraine vẫn diễn ra ác liệt ở mặt trận tỉnh Kharkiv, Donetsk và Ukraine ngày càng nhận được nhiều lô vũ khí từ Mỹ và phương Tây. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại tỉnh Kharkiv, cụ thể ở thành phố Vovchansk, làng Lipsy và Boskovo, quân Nga đã tấn công một số lữ đoàn Ukraine và ngăn chặn một cuộc phản công khiến 220 lính Ukraine thương vong, phá hủy một xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép, 14 xe cơ giới cùng một số hệ thống pháo của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết ở tỉnh Donetsk, nhóm chiến đấu phía nam của Nga đã khiến Ukraine mất hơn 610 lính, một xe tăng, một xe bọc thép chở quân M113, 4 xe cơ giới cùng nhiều hệ thống pháo phương Tây như M777, pháo phản lực FH-70 155mm. Nhóm chiến đấu phía tây của Nga cũng đã giành được vị trí tốt hơn và gây thương vong cho các lữ đoàn của Ukraine, gồm các khu định cư Nevskoye và Chervonaya Dibrova ở tỉnh Luhansk, Sinkovka ở tỉnh Kharkiv, Grigorovka ở tỉnh Donetsk. Ở những khu vực này, tới 480 lính Ukraine thương vong. Ukraine cũng mất một xe chiến đấu bộ binh, 12 xe cơ giới cùng nhiều hệ thống pháo. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, Ukraine và Nga đã xảy ra 128 cuộc giao tranh trong ngày. Trong đó, Nga tập trung nỗ lực tấn công ở trục thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk. Ở hướng thành phố Liman, tỉnh Kharkiv, xảy ra 23 cuộc giao tranh, 7 trong số đó đang diễn ra do quân Nga tích cực hoạt động ở các khu vực Hryvkivka, Kopanki, Makivka, Nevsky, Toski, Serebrensky, Forest và Sinkivka. Theo báo cáo sơ bộ, quân Nga đã mất 92 lính, phá hủy một xe chiến đấu bộ binh, một hệ thống pháo tự hành cũng như làm hư hại một số trang thiết bị quân sự ở hướng này. Ở hướng thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkiv, quân Nga tấn công lần thứ 5 vào khu định cư Novoselivka sau khi 4 lần tấn công để cải thiện vị trí bị quân Ukraine ngăn chặn. Ở hướng Pokrovsk, Ukraine và Nga xảy ra 38 cuộc giao tranh và 11 cuộc trong số đó đang diễn ra ở các khu vực Sokiv, Novoalexandrivka, Shevchenivka và Vodireka. Cạnh đó, quân Nga cũng đã mở một cuộc tấn công tên lửa vào thành phố Prokop. Ở hướng thành phố Kramatorsk, tỉnh Donetsk, quân Nga đang cố gắng tiến vào các khu vực ở thành phố Chasivya, thị trấn Ivanivki và Kanivka khi mở 9 cuộc tấn công ở hướng này. Cũng tại tỉnh Donetsk, các hướng còn lại gồm thành phố Siversk, Torezh cũng đã ghi nhận nhiều cuộc giao tranh. Các mặt trận còn lại không có những thay đổi đáng kể. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo ông đã thay tư lệnh lực lượng liên quân Yuri Sodol và người thay ông Sodol là chuẩn tướng Andriy Hanatov, nhưng không nói rõ lý do, theo tờ Kiev Independent. Trước đó, hôm 23 tháng 6, một trong những chỉ huy của lữ đoàn Azov, ông Bogdan Protevich, cho biết ông đã nộp đơn khiếu nại lên Cục Điều tra Quốc gia kêu gọi điều tra một trong các tướng lĩnh của Ukraine mà không nêu đích danh. Theo ông, vị tướng này đã giết nhiều binh sĩ Ukraine hơn bất kỳ tướng Nga nào. Ông Protevich lưu ý rằng tất cả nhân viên trong quân đội đều hiểu ông đang nói đến ai vì 99% quân đội ghét ông ta vì những gì ông ta làm. Số bức thư không nêu tên nhưng truyền thông Ukraine khẳng định người mà ông Protevich muốn nhắc đến là ông Sodol. Trong một diễn biến liên quan, ngày 24 tháng 6, các nước thuộc Liên minh châu Âu-EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 14 đối với Nga. Đây là lần đầu tiên khối này áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG của Nga, theo tờ Kiev Independent.
Gói trừng phạt này bổ sung 116 cá nhân và tổ chức vào danh sách trừng phạt, nâng tổng số lên hơn 2.200, cũng như thêm một số biện pháp trừng phạt bổ sung, bao gồm cấm bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào của EU tham gia vào việc trung chuyển LNG của Nga sang bất kỳ quốc gia bên thứ ba nào. Lệnh trừng phạt cũng cấm mọi khoản đầu tư hoặc cung cấp hàng hóa mới cho các dự án LNG của Nga như LNG Hai Bắc Cực và Murmansk LNG. Ngoại trưởng Phần Lan Elina Vantonen cho biết việc thảo luận về gói trừng phạt thứ 15 sẽ bắt đầu ngay lập tức. Ngày 23 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc lực lượng Ukraine tấn công thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea bằng tên lửa chiến thuật tầm xa ATACMS, được trang bị đầu đạn chùm do Mỹ viện trợ. Hầu hết các tên lửa đã bị phòng không Nga bắn hạ. Song vẫn có một tên lửa trúng mục tiêu, gây ra thương vong cho dân thường. Theo thống kê sơ bộ, có 4 người, bao gồm 2 trẻ em thiệt mạng và 151 người bị thương, bao gồm 27 trẻ em. Vụ tấn công đã làm dấy lên một làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ phía Nga. Ủy ban điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ việc. Người đứng đầu Crimea, ông Sergei Askidorov, đã tuyên bố ngày 24 tháng 6 là ngày quốc tang tại Crimea để tưởng nhớ các nạn nhân. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc rằng các chuyên gia Mỹ đã thiết lập tọa độ bay của tên lửa dựa trên thông tin từ vệ tinh do thám của Mỹ và nhấn mạnh rằng Washington phải chịu trách nhiệm trực tiếp về vụ tấn công này. Tuy nhiên, cả Mỹ và Ukraine đều chưa lên tiếng về các cáo buộc này. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc cung cấp và sử dụng vũ khí. Cách Ukraine sử dụng xe chiến đấu Bradley do Mỹ sản xuất. Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu Bradley do Mỹ sản xuất theo cách riêng để phù hợp với thực địa, khác với lý thuyết quân sự phương Tây. Trong một sự kiện diễn ra vào ngày 31 tháng 5, bộ đàm của Ukraine nhận được thông báo khẩn cấp về một chiếc xe Nga chở đầy lính bộ binh đang ẩn nấp trong một khu rừng. Một chiếc xe chiến đấu Bradley đã lao vào tác chiến và nã đạn pháo vào chiếc xe Nga. Kết quả là xe Nga lao vào một bãi cỏ, những người lính sống sót chạy vào một tòa nhà. Tài xế của Bradley bị văng ra khỏi cửa. Một người lính khác bị gãy chân, còn chỉ huy Victor bị thương ở lưng và đầu gối. Xe chiến đấu Bradley nặng khoảng 28 tấn được Mỹ giao cho Ukraine và lần đầu tiên được sử dụng để tấn công vào hệ thống phòng thủ của Nga trong cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái. Được phát triển vào những năm 1980, Bradley được thiết kế để bảo vệ và bổ sung cho đội xe tăng chiến đấu M1 Abrams của Mỹ, có thể chở tới 6 lính băng qua chiến trường an toàn trong lớp giáp dày bảo vệ. Theo lời của Victor, chỉ huy xe Bradley, bộ giáp của xe này rất hiệu quả cùng với các vũ khí trang bị như tên lửa dẫn đường và pháo 25mm, có thể bắn những viên đạn xuyên giáp gây thiệt hại lớn cho đối phương. Việc Ukraine sử dụng xe Bradley theo cách riêng là giải pháp đối phó với thách thức hiện tại trên chiến trường như thiếu vũ khí và đạn dược. Theo lý thuyết quân sự của Mỹ, xe Bradley phải hoạt động theo nhóm và cùng với các phương tiện khác như xe tăng thường tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa để tránh hỏa lực của đối phương. Tuy nhiên, với số lượng hạn chế phương tiện quân sự và máy bay chiến đấu, cùng với mối đe dọa liên tục từ UAV Nga, các chỉ huy Ukraine đã phải sử dụng một hoặc hai phương tiện mỗi lần để tránh bị phát hiện. Ông Rob Lee, thành viên cấp cao của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở tại Mỹ cho biết trong bối cảnh thiếu đạn dược, các chỉ huy Ukraine đã sử dụng xe Bradley để tấn công chiến hào và các cứ điểm của đối phương, giúp bảo toàn lính bộ binh mà đơn vị của họ đã bị giàn mỏng. Theo ông Lee, sự linh hoạt này có thể giúp bù đắp cho những hạn chế khác nhau mà lực lượng Ukraine phải chịu đựng. Từ cự ly gần, Bradley có thể nhắm mục tiêu vào các tòa nhà có quân Nga và các công sự ít kiên cố hơn. Đây vốn là nhiệm vụ nguy hiểm và thường nên được giao cho các đơn vị pháo binh bắn từ khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh cạn đạn pháo, Bradley buộc phải thực hiện nhiệm vụ đó. Sự kiện tấn công Crimea bằng tên lửa ATACMS và cách Ukraine sử dụng xe chiến đấu Bradley đã thể hiện rõ sự phức tạp và khốc liệt của chiến trường. Trong bối cảnh này, vai trò của các vũ khí hiện đại và chiến thuật linh hoạt đóng vai trò quan trọng trong việc đối phó với các thách thức và bảo vệ lợi ích quốc gia. Vụ tấn công bằng tên lửa ATACMS vào Crimea và việc Ukraine sử dụng xe chiến đấu Bradley đã làm nổi bật những thách thức và chiến thuật trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Những sự kiện này không chỉ thể hiện sự leo thang căng thẳng mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm và chiến lược của các bên liên quan. Với tình hình hiện tại, việc tìm kiếm giải pháp hòa bình và ổn định khu vực là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!